mồi chứ, nó đi chờ nó mồi vậy. Sao đi đâu? Muốn cái gì? Đi thôi. Đi đâu? Ba ra nè. Đừng ham gian nắng nha, về rác thì chết hả? Để ăn này biết chưa? Nào nó nằm hết ra, đắp đầy lưng với gạch cái bọng á. Đắp đầy lưng á, mấy ngày rồi hết á. Da luôn, nó bình mang cái mạng đỏ ưng lên. Ai ăn thấy ở dưới đầu, cứ tắm xong lưng hơi nắng thì để bóp ăn đi. Chứ biển sướng, cắn lên đây còn ngứa, kì vậy ta. Lúc đầu ngứa đó, ngồi ngứa không? Kì á. Lâu nhất bị vô mắt á. Để vô mắt này. Làm được tối. Tôi thấy con ở đâu ha? Ở đây vẫn thấy. Hứa bự không? Bự chỗ này. Thử cái bánh bao. Đâu thấy nó đâu mà sao nó cắn. Rồi cắn nó phóng cái tia rồi thôi. Tiếng nước ra, cái nước biết ra. Ngứa ngứa đâu đâu ngứa thì biết ạ. Trời soi một kiếp dòng chơi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi cho trăm năm vào chết một ngày mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui cụm rừng nào lá xác xơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không mà
mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây mòn thành đá cuội, xin úp mặt bụi ngùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay. Thank you.